Phó tránh thanh tra vào nhà nghỉ với vợ người khác có bị xử lý hình sự? Mặc dù đã có vợ, có con nhưng phó tránh thanh tra tỉnh Hậu Giang vẫn nhiều lần vào nhà nghỉ với người đã có chồng, có con và bị quay clip phát tán trên mạng xã hội. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang vừa đề nghị đoàn kiểm tra tiếp tục tham mưu hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra và thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Tăng Minh Thêm, phó tránh thanh tra tỉnh Hậu Giang. Dư luận đang đặt ra câu hỏi liệu ông này có bị truy cứu trách nhiệm hình sự do đã có vợ, có con nhưng vẫn nhiều lần vào nhà nghỉ với người đã có chồng, có con và bị quay clip phát tán trên mạng xã hội dẫn đến có đơn tố cáo, gây dư luận xấu. Về việc này, ngày 4 tháng 6, luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng, văn phòng luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ, trả lời. Hôn nhân theo quy định tại khoản 1, điều 36, Hiến pháp năm 2013 thể hiện rõ, nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Đây cũng chính là một trong những nguyên tắc đầu tiên và cơ bản nhất của luật hôn nhân và gia đình 2014, là tư tưởng định hướng trong suốt quá trình thực hiện những nội dung điều chỉnh bởi ngành luật này. Tuy nhiên, xã hội hiện nay phát triển kèm theo có thêm nhiều cơ hội, hành vi khiến cho chế độ hôn nhân trở nên mâu thuẫn, kéo theo nhiều hậu quả xấu như là hành vi ngoại tình. Ngoại tình biểu hiện trên thực tế rất đa dạng về mặt hình thức, song hành vi này được luật hôn nhân và gia đình ghi nhận đó là hành vi người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ. Quy định này thể hiện rõ rằng chỉ khi hôn nhân đã được pháp luật thừa nhận, bảo vệ thì một trong các bên có hành vi ngoại tình như trên mới là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hậu quả lớn. Như vậy, từ những phân tích như đã nêu trên, hành vi của phó tránh thanh tra tỉnh Hậu Giang đã có vợ, có con như nhiều lần vào nhà nghỉ với người đã có chồng, có con và bị quay clip phát tán trên mạng xã hội vẫn chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại kỳ họp lần thứ 25, nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025, UBKT tỉnh ủy Hậu Giang đã xem xét, kết luận kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Tăng Minh Thêm, phó tránh thanh tra tỉnh Hậu Giang. Qua đó cho thấy ông Thêm với vai trò là phó bí thư chi bộ, phó tránh thanh tra tỉnh nhưng chưa tạo được sự đoàn kết nội bộ để phát sinh đơn tố cáo, công tác phối hợp trong tập thể lãnh đạo cơ quan từng lúc, từng nơi chưa tốt trong trao đổi, góp ý với đồng chí, đồng nghiệp còn nóng tính, thực hiện nhiệm vụ được giao tiến độ còn chậm. Chưa gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Trung ương, tỉnh ủy về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống và những điều đảng viên không được làm. Mặc dù đã có vợ, có con nhưng ông thêm nhiều lần vào nhà nghỉ với người đã có chồng, có con và bị quay clip phát tán trên mạng xã hội dẫn đến có đơn tố cáo, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên. Báo cáo không trung thực, quanh co nhằm che giấu khuyết điểm vi phạm của mình, kê khai tài sản, thu nhập không trung thực trong kỳ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. Vi phạm của ông thêm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. UBKT tỉnh ủy đề nghị đoàn kiểm tra tiếp tục tham mưu UBKT tỉnh ủy hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra và thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông thêm theo quy định nội dung thông báo nêu rõ.